Tôi là Nương Y Trần Thị Hương, đến để hỗ trợ cho thầy ở phòng khám Tuệ Tĩnh Đường của ta. Thường những ca là bị dường như là loét ép, đấy, lở loét sâu, những cái vùng mà nó hầu như là bị tổn thương rất nặng thì thường được nhà chùa sẽ chữa hoàn toàn miễn phí. Đó là công việc hàng ngày của các bác sĩ nơi Tuệ Tĩnh Đường chốn Thiền Môn. Không phân biệt tuổi tác, hoàn cảnh giàu nghèo, các bệnh nhân ở đây đều được điều trị ân cần và chu đáo. Đặc biệt, nhiều người ở xa cũng tới chữa trị, được hỗ trợ nơi ăn chốn nghỉ hoàn toàn miễn phí. Về đây hoàn toàn chữa miễn phí, thuốc chữa miễn phí, có những người ta nằm gần 2 tháng, khỏi họ mới về, tiếp tục lại cấp thuốc về cho họ nữa. Nên là hiện bây giờ thì cái chương trình đấy thầy vẫn đang làm. Thì cũng mong rằng nếu như có ai mà xem được cái chương trình này thì sẽ liên hệ với thầy để về đây. Thầy có lương y rất là giỏi để cho mọi người được chữa khỏi bệnh. Nhiều bệnh nhân mắc các chứng bệnh ngoài da do liệt lâu năm hoặc do các vấn đề cuộc sống đều đã được chữa trị thành công nhờ sự tận tâm của các bác sĩ từ thiện. Với khối óc tài ba của người thầy thuốc và trái tim nhân hậu của người con Phật, các lương y nơi đây luôn hết lòng phụng sự để thiết thực cúng dường chư Phật. Các đội ngũ lương y bác sĩ thì là tận tâm, tận lực để giúp đỡ các bệnh nhân. Thì là thứ nhất về tinh thần, thứ hai về sức khỏe, và cái thứ ba là để người bệnh được có, tức là có cái tâm là luôn hướng về những cái điều mà tích cực nhất, đặt cái chữ tâm và chữ đức lên hàng đầu. Đó thì luôn làm cho những người bệnh tin yêu khi mình đã là người thầy thuốc và lại là người Phật tử của thầy. Đó, và mình gieo tất cả cái duyên đến với người bệnh để người bệnh thực sự yên tâm nhất để điều trị ở Tuệ Tĩnh Đường. Thời gian tới, phòng khám từ thiện chùa Phúc Long tiếp tục cải thiện cơ sở vật chất với trang thiết bị hiện đại để nối dài hành trình yêu thương, đem lại niềm an vui cho những bệnh nhân nghèo.